Hello everybody. Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. Today we continue Unit 11 Traveling Around Vietnam. Lại tiếp tục bài số 11 đi du lịch vòng quanh Việt Nam. Listen to, speak and listen. Chúng ta sẽ học phần speak và phần listen. Các em hãy chuẩn bị tập vở bút phía trước mặt mình nhé. Are you ready? Các em sẵn sàng chưa nào? Phần speak ở trang 100 và 101. Để mình luyện tập nói tốt hơn, trước nhất các em hãy nhìn vào trong sách giáo khoa và chúng ta hãy tìm hiểu một số từ vựng để chúng ta nói cho trôi chảy và tốt hơn. Vocabulary. Từ đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là gì? Take a photo. Các em nghe và lặp lại. Take a photo. Và động từ take có quá khứ là took và quá khứ phân từ là taken. Các em lặp lại, take, took, taken. Động từ mind, các em lặp lại nào, mind. Tiếp theo đó là suggest, lặp lại nào, suggest. Nó có danh từ là suggestion. Động từ tiếp theo là would rather, và thường ta thường hay viết tắt là phẩy D và rather. Vegetarian. Tourist Information Officer. Các em lặp lại nào. Tourist Information Officer. Đây là bài tập mẫu để chúng ta luyện tập nói cho trôi chảy. This picture. Nhìn vào bức tranh nào. This is Mr. Tan and Miss Lan. They are talking about. Các em hãy thử lắng nghe xem nào. Quan sát nha. Mr. Tan said, would you mind standing next to the apricot blossom? Em vui lòng đứng gần bên nhánh mai nào? No, I don't mind. Không, em không phiền đâu. Có nghĩa là cô ấy đồng ý đứng kế bên nhánh mai. Do you mind if I take a photo of you? Em có phiền lòng không nếu anh chụp cho em một tấm hình? No, of course not. Dĩ nhiên là không phiền rồi. Would you mind I borrow your backpack? Anh có phiền lòng không nếu như em mượn cái túi ba lô của anh sau lưng? I'm sorry, I can't. Yeah, các em có thể luyện tập nói cùng với bạn mình hoặc người thân của mình. Để cho tôi hiểu cho nó tốt hơn nào, chúng ta hãy lưu ý. Use my in request. Sử dụng động từ my trong câu yêu cầu đề nghị. Khi chúng ta đưa ra câu đề nghị, thì chúng ta sẽ sử dụng câu như thế nào và phản hồi nó như thế nào. Nếu chúng ta đồng ý, khi lời phản hồi xin sẽ là sao? Và không đồng ý, thì sẽ trả lời thế nào? Chúng ta quan sát nhé. Ví dụ, do you mind closing the door? Hoặc chúng ta có cách nói khác. Would you mind opening the window? Hoặc có câu đề nghị khác là gì? Do you mind if I take a photo? Và câu đề nghị khác. Would you mind if I took a photo? Những câu đề nghị này có những cái lời phản hồi đồng ý như sau. No, I don't mind. Không. Vì không phiền, các em lưu ý đối với động từ mind khi đưa ra câu đề nghị đồng ý thì chúng ta luôn luôn sẽ trả lời là no. Hoặc no, of course not. Hoặc chúng ta có thể nói not at all. Hoặc là đồng ý có thể nói cách khác là please do. Please go ahead. Tùy theo tình huống mà chúng ta sẽ sử dụng câu trả lời đồng ý cho nó phù hợp. Đây là trường hợp đồng ý. Còn nếu như chúng ta không đồng ý, chúng ta có câu trả lời như thế nào? I'm sorry, I can't. Hoặc là I'm sorry, that is not possible. I'd prefer you didn't. I'd rather you didn't. Tôi mong rằng bạn không nên làm điều đó. Và cũng như tùy theo tình huống mà chúng ta sử dụng câu từ chối cho nó phù hợp. Các em có thể luyện tập
đặt câu hỏi, câu đề nghị và bạn của mình sẽ trả lời đồng ý hay không đồng ý, và chúng ta sẽ luân phiên luyện tập với nhau. Mình hãy tưởng luyện tập như sau. Bài tập trong sách giáo khoa của chúng ta có phần đóng vai để luyện tập. Đó là kèm đóng vai học sinh A và một bạn sẽ đóng vai là học sinh B. Và nhìn vào bảng thông tin này, chúng ta có thể luân phiên đưa ra những câu đề nghị và những lời đề nghị như thế nào. Học sinh A sẽ đóng vai là một du khách đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Và học sinh B sẽ đóng vai là nhân viên làm việc trong phòng thông tin du lịch ở công ty du lịch Sài Gòn. Và những địa điểm mà chúng ta sẽ luyện tập để đặt câu trong câu đàm thoại của mình, những địa điểm mà mình đi tham quan, ví dụ như các em đi chợ nè, thì các em có thể gợi ý Taiping Market, Bentham Market, và chú ý open, giờ mở cửa và giờ đóng cửa của khu vực này. Hoặc chúng ta có thể giới thiệu cho bạn mình đi tham quan hoặc là đi thưởng thức các món ăn ngon ở các nhà hàng. Ví dụ như Cường Vegetarian Restaurant, Good Food Vietnamese Restaurant, Lusky Ice Cream Coffee, open of Rosé 11 a.m. to 11 p.m. Ngoài nhà hàng ra, các em có thể giới thiệu cho bạn mình đến tìm hiểu Stamp and Coin Market, chợ bán sưu tầm những con tem và những đồng xu, open 10 a.m. to 7 p.m. Theo như cô biết thì cái chợ này nó nằm ở gần nhà hát thành phố của chúng ta. Museum, hoặc là các em có thể giới thiệu cho các bạn ấy đến tham quan History Museum, open 8 a.m. to 11:30 a.m. and 1 p.m. to 4 p.m. daily, except Monday. Ở nhà Viện Bảo tàng Lịch sử thì ngoài trừ ngày thứ hai và mở cửa mỗi ngày từ thời điểm nào đến thời điểm nào, các em lưu ý. Hoặc các em có thể giới thiệu đến Viện Bảo tàng Revolutionary Museum, Viện Bảo tàng Cách mạng, và mở cửa xuyên suốt từ thứ ba đến ngày chủ nhật. Còn địa điểm nào khác nào? Zoo and Botanical Garden, open 10 a.m. to 6 p.m. Thảo Cầm Viên, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Như vậy các em có thể đặt các câu hỏi và các câu đề nghị bạn học sinh A đóng vai là du khách thì có thể đặt các câu hỏi thế nào? Could you give me some information please? Hoặc là các em có thể đặt câu hỏi Would you mind if I ask you a question? Hoặc là I want to visit a market. Could you suggest one? Tôi muốn đi tham quan chợ. Nếu mà em không muốn tham quan chợ, em có thể nói những địa điểm mà nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu ở trên, ví dụ như museum, restaurant, v.v. Hoặc các em có thể đặt câu là Do you mind suggesting one? Nếu mà các em nghe đồng ý, thấy hay thì các em cũng nên nói là That sounds interesting. Thật là thú vị hoặc là nghe hay quá. Hoặc các em có thể từ chối No, I don't want to go there. Đó là trường hợp em đóng vai người du khách. Còn nếu mình là trong vai trò gợi ý giúp đỡ cho du khách ở một công ty du lịch thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Do you mind if I suggest one? Bạn có phiền không nếu tôi đưa ra cho bạn một lời đề nghị? Hoặc em có thể nói là How about going to Taiping Market? Mình đi chợ bán Thái Bình được không? It's open from 2. Nó mở cửa từ thời điểm này đến thời điểm nào đó. Hoặc chúng ta có thể nói cách khác. I suggest going to Bentham Market.
It's open from. Để nói cho tốt hơn, các em nhớ học thuộc kỹ cách sử dụng use my in request. Cô nhắc lại, trong câu đề nghị request, chúng ta hãy sử dụng loại cấu trúc câu nào. Do you mind? Các em theo sau nó là verb thêm in. Tương tự với nó, các em có thể sử dụng cách nói khác. Do you mind? Thì chúng ta có thể dùng là would you mind? Và theo sau nó verb cũng thêm in. Phiền bạn làm việc gì đó cho mình. Hoặc có một cái trường hợp khác đó là do you mind if I cộng với verb be infinity. Đó nghĩa là theo sau nó verb nguyên mẫu. Phiền bạn, bạn có phiền lòng không nếu như tôi làm việc gì đó? Hoặc bạn cũng có thể nói cách khác, dùng như thế nào? Would you mind if I cộng với verb pass? Pass ở đây có nghĩa là verb ở trong bảng động từ bất quy tắc ở cột thứ hai, hoặc là verb thêm ed. Tùy theo tình huống, cái câu đề nghị mà chúng ta có cái câu reply cho nó phù hợp. Nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta phải nói làm sao? Và không đồng ý chúng ta sẽ nói như thế nào? Cô nhắc lại cho các em. Và nhớ khi đối với trường hợp câu remind với đối câu đề nghị đó thì chúng ta phải sử dụng câu đồng ý đó là gì? No, I don't mind. Chứ chúng ta không nói yes. Bạn có phiền không? Thì mình phải trả lời là không, tôi không phiền. Hoặc là no, of course not. Tương tự như vậy, chúng ta hãy sử dụng câu trả lời cho nó phù hợp với cái request. Nếu không đồng ý thì các em sẽ nói làm sao? I'm sorry, I can't. Và cũng tương tự như vậy, các em hãy học thuộc những cái loại câu mà mình từ chối. Nhớ đọc, học thuộc, đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta nói cho trôi chảy hơn. Sau cái phần này, chúng ta sẽ nói tốt hơn với cái câu động từ my. Phần thứ hai chúng ta tiếp tục học đó là phần listen ở trang 120. Match the places in the board to their correct position on the map. Hãy nói cái cụm từ trong khung với những cái vị trí chính xác nó trong bản đồ. Chúng ta có cái bản đồ như sau. Bản đồ này có các địa điểm vị trí là A, B, C, D, E. Thì các tên gọi này nó không được theo thứ tự. Chúng ta hãy sắp xếp lại cho đúng. Vị trí đầu tiên mình không biết nó là gì. Những từ gợi ý sẽ là bus station, trạm xe buýt nè. Hotel, temple, pagoda, restaurant. Để mà chúng ta tìm hiểu được tên gọi này đúng với vị trí đó, trước nhất các em hãy tìm hiểu về từ vựng. Vì các em muốn chỉ đường cho ai đó thì các em phải tìm hiểu một số từ hoặc giấy từ để chỉ hướng đi cho mọi người dễ nghe và nhìn. Thì chúng ta hãy tìm hiểu những từ chỉ nơi chốn như thế nào. Ví dụ nè, in hotel road, trên đường Hồ Tây, hoặc tương tự in phong lan road. Hoặc chúng ta có thể nghe trong bài để chỉ đường, nó là in the opposite, in the opposite. Các em hãy lặp lại. Hoặc là in the direction, lặp lại nè, in the direction. Hoặc chúng ta có thể nghe được cái từ beside hoặc là by, gần bên. Có thể gần bên, ví dụ như mình nói địa điểm C ở gần cái bờ sông, đây là cái dòng sông, và bridge là cây cầu, đây là cây cầu. Hoặc là mình có thể nghe địa điểm D, nó ở gần với địa điểm E, thì chúng ta sẽ nghe cái beside. Hoặc là có thể là kế bên, là next to chẳng hạn. Hoặc từ tiếp theo là walk over, chúng ta có thể nghe được người ta chỉ đường đi là đi bộ ngang qua cây cầu. Walk over thì bộ qua. Hoặc chúng ta có thể nghe từ pass. Pass ở đây có nghĩa là qua, hàm ý là ví dụ như run past the house. Mình chạy ngang qua căn nhà đó. Rồi, để chúng ta nghe tốt hơn, chúng ta cùng nhìn vào bản đồ.
và hãy chơi một game show nhỏ nhỏ như sau. Chúng ta hãy guess true or false. Number one, the restaurant is in Hotel Row. Nhà hàng thì nó nằm ở trên đường Hồ Tây, địa điểm A. Các bạn có đồng ý hay không? Thì nếu đồng ý chúng ta dùng true, hoặc không đồng ý thì chúng ta sẽ dùng false. Number two, the bus station is in Phong Lan Road. Đó xem nào. Three, the hotel is opposite the tourist information center. Cô đoán đó là khách sạn nó nằm đối diện với tourist information center. Khen thì sao? Chúng ta cùng xem nhé. Tiếp theo nào. The pagoda, which you can see when you walk over the bridge, is on the left. Cái chùa mà bạn có thể thấy khi bạn vừa qua cái cầu, đi bộ hoặc qua cầu, nó nằm ngay bên tay trái. Thì cô nghĩ nó là địa điểm đi. Không biết có đúng hay không? Number 5. The temple is on the left of the pagoda. Và cái ngôi đền thì nó nằm bên tay trái của cái chùa. Chúng ta đi vào con đường này, đứng ở đây, đứng nhìn mặt ra đây thì cái địa điểm E. Ngôi đền nó nằm bên tay trái, nghe xem có đúng hay sai. Anh Liên Hà, đứng vị trí này nhé. Đấy, các em xem thôi. Các em sẵn sàng nghe chưa nào? Listen. Match the places in the box to their correct positions on the map. Mom, I'm tired. All right. You go back to the hotel and we'll go and look at the pagoda. Okay, but how do I get to the hotel? Let me check the map. Oh, yes. It's Phong Lan Road, just off the highway. I remember. See you later. Bye. I'm hungry, Mom. Can you wait until after we've seen the pagoda, Shannon? The restaurant's in Ho Tai Road. It's in the opposite direction from the pagoda. Please, Mom, I'm starving. I'll take you to the restaurant and get something to eat, Shannon. We'll let your mother go to the pagoda. Thanks, Dad. Perhaps we can get some food at the restaurant and eat it beside the river. As you're going in the direction of the bus station, can you book seats on tomorrow's bus to Ho Chi Minh City? The bus station is just opposite the Tourist Information Center. All right. I'll see you back at the hotel. How are you going to get to the pagoda, Mom? I'm going to walk over the bridge and take the first road on the left. If I have time, I'll also visit an old temple, which is just past the pagoda on the same road. Bye, Mom. Have a nice time. I will. Bye. Các em hãy nghe đi nghe lại nhiều lần và chúng ta hãy kiểm tra lại đáp án và nhớ nhìn qua sơ đồ của mình nhé. Number 1. The restaurant is in Hotel Row. True. Number 2. The bus station is in Phong Lan Road. False. Number 3. The hotel is opposite the Tourist Information Center. False. Number 4. The pagoda which you can see when you walk over the bridge is on the left. True. Number 5. The temple is on the left of the pagoda. Các em hãy nghe lại nhiều lần nếu như chúng ta không nghe được. Và đó là đáp án gì? True. Nhớ kiểm tra lại đáp án của mình. Và sau khi đã kiểm tra lại đáp án, chúng ta có thể thấy được rằng cái đáp án của bài chính của mình là gì? Match the places in the box to their correct position on the map. Các vị trí trong bản đồ như sau: A, B, C, D, E có các tên gọi là gì? Restaurant A, B hotel, C bus station, D pagoda, E temple.
Nếu các em nào không nghe được thì chúng ta cứ nghe đi nghe lại nhiều lần, chúng ta sẽ nghe tốt và rõ hơn. Homework, bài tập về nhà của chúng ta là gì hôm nay? Learn by heart new words và nhớ học thuộc kỹ từ vựng. Practice using my in request, luyện tập đi nhiều lần với các câu đề nghị của động từ my. Write the lesson carefully và nhớ viết bài thật cẩn thận cùng với bạn nhỏ này nha. Hôm nay cô chúng trò chúng ta có một bài tập như sau. Do more exercise. Bài tập như thế nào? Exercise. Chúng ta có những cái bài tập về cái câu trắc nghiệm, về bài mình mới vừa học, khoảng 20 câu và những cái kiến thức mình đã học ở bài trước. Các em làm xong sau đó các em hãy làm sao? Send your case to your English teacher mail. Hãy chuyển cái đáp án của mình đến địa chỉ mail của giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Anh của các em nhé. Và cô có gợi ý cho các em địa chỉ mail của giáo viên phụ trách môn tiếng Anh lớp 8 của trường chúng ta như sau. Và chúc các em làm bài tập thật vui vẻ. See you soon. Hẹn gặp lại các em lần sau. Bye.